Ngày 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Hải, sinh năm 1993 ở Nam Định, mức án tử hình về hai tội giết người và tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Hải chính là người phụ nữ trong cơn hận đã nhẫn tâm phóng hỏa khu nhà trọ, nơi tình cũ đang ở, khiến một thai phụ vô tội bị nuốt chửng trong ngọn lửa. Đứng trước vành móng ngựa, Trần Thị Thanh Hải trông thật nhỏ bé trong bộ quần áo cô ta đang mang trên người. Tay bị xích chặt bởi chiếc còng số 8, mái tóc dài lòa xòa lúc Hải bị bắt cũng được thay bằng mái tóc ngắn ngang vai. Theo cáo buộc, năm 2016, Trần Thị Thanh Hải lấy tên giả là Hải Anh, làm quen với anh Chẩu Việt Hoàng, sinh năm 1994, người Tuyên Quang, thuê trọ ở Hà Nội. Điều đáng nói, thời điểm Hải quen anh Hoàng, đàn bà này đang sống chung với chồng là anh Phạm Ngọc Huynh, sinh năm 1991. Giữa năm 2019, hai vợ chồng tìm được việc làm và chuyển đến sinh sống ở Hà Nội, thuê nhà trọ ở đường Lạc Long Quân. Đầu năm 2020, bị cáo và anh Hoàng phát sinh quan hệ tình cảm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh Hoàng cho biết mình có tình cảm với Hải từ năm 2019 và muốn kết hôn. Tuy nhiên, mỗi khi bạn trai đề cập việc để gia đình hai bên gặp nhau, Hải lại gạt đi. Khi gia đình anh Hoàng đề nghị Hải gửi số điện thoại của bố mẹ để nói chuyện, cô ta không cung cấp. Thấy vậy, gia đình anh Hoàng không đồng ý cho họ kết hôn. Do không muốn gặp Hải, anh Hoàng chuyển tới ở trọ cùng anh họ là Hoàng Công Việt, ở phòng trọ số 602, số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi biết anh Hoàng chuyển chỗ ở, Hải nảy sinh ý định mua xăng đốt xe máy của người anh họ Hoàng để trả thù. Khoảng 15 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2022, bị cáo mua xăng tại cây xăng trên đường Lạc Long Quân. Đến 18 giờ cùng ngày, bị cáo đeo khẩu trang, mang theo chai xăng đến nhà trọ nói trên. Khi vào bên trong, Hải đổ hơn 1 lít xăng lên xe máy anh Việt. Chiếc xe máy bùng cháy và lan ra toàn bộ khu vực chân cầu thang tầng 1 của nhà trọ. Thấy lửa bùng lên, bị cáo bỏ chạy, cởi áo khoác vứt bỏ tại khu vực cổng nhà trọ rồi lái xe về nhà. Ngọn lửa bốc lên làm mất điện toàn bộ khu nhà trọ. Hệ thống thang máy không hoạt động được. Những người thuê nhà hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi phòng trọ, chen lấn chạy xuống cầu thang bộ là lối thoát duy nhất của khu nhà để ra bên ngoài. Trong số những người bỏ chạy khỏi phòng trọ có chị NTMA, sinh năm 1997, đang mang thai. Nghe tiếng hô hoán, chị A từ phòng trọ của mình chạy ra cầu thang bộ. Nhưng đến tầng 1, chị bị ngạt khói, ngã vào đám cháy dẫn đến tử vong tại chỗ. Chị BTVA, sinh năm 1993, bế hai con nhỏ chạy ra ngoài, xuống đến tầng 4 đã không thể đi tiếp do khói nhiều. Tường, lan can, cầu thang đều rất nóng, làm chị và hai cháu bé bỏng nhiều chỗ. Nhiều người khác trong nhà trọ cũng bị ngạt và bỏng nhiều nơi trên cơ thể ở nhiều mức độ khác nhau. Cơ quan điều tra xác định vụ cháy làm hư hỏng 13 xe máy, 1 xe máy điện, 1 xe đạp của những người ở trong tòa nhà. Ngoài ra, nhiều tài sản của chủ nhà trọ cũng bị hư hỏng. Khi bị bắt giữ, Hải vẫn một mực không chịu thừa nhận hành vi, dù tất cả đã được camera an ninh ghi lại. Thậm chí còn giả vờ, mang thai để đưa ra yêu sách, bắt lực lượng chức năng phải làm theo. Chỉ đến khi bị phát hiện giả mang thai, người phụ nữ này mới cúi đầu thừa nhận hành vi. Có chồng con, có một mái ấm nhỏ đầy hạnh phúc, đáng lẽ Hải phải cảm thấy đủ và mãn nguyện với những gì mình đang có. Thế nhưng cô ta vẫn qua lại với người đàn ông khác, phản bội lại chồng con. Đến khi bị người tình quay lưng, Hải lại khiến nhiều người vô tội khác chịu hậu quả trong cơn cuồng hận mà cô ta mang tới. Thứ đón nhận Hải trước mắt không chỉ là bản án của pháp luật mà còn là bản án lương tâm.